Đó thì hiện tại thì em đang có mặt phía trước một căn biệt thự rất là đẹp của anh chị. Đó, một trệt và 3 tầng lầu. Đó. Thì đây có lẽ là cái căn biệt thự tại thành phố Nha Trang mà em review. Theo em đánh giá đây là cái căn biệt thự mà giá hợp lý nhất và đẹp nhất và thiết kế công năng hợp lý nhất mà em từng được review tại khu vực thành phố Nha Trang. Đó, thì vị trí em đứng thì là thuộc con đường là được Đỗ Văn Đức, có lộ giới rộng tới 12 mét nha quý anh chị. Thì vị trí này là thuộc khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, trực thuộc khu vực là thành phố Nha Trang, thuộc xã là xã Vĩnh Thái nha quý anh chị. Đó, thì vị trí này là thuộc khu đô thị Vĩnh Điềm Trung B. Thì quý anh chị di chuyển từ trung tâm thành phố Nha Trang đi theo cái đường 23 tháng 10 á, quý anh chị sẽ qua cái cầu người vượt Ngọc Hội, rồi xong mình xuống cái cầu mình quẹo vô một cái đường nhựa, mình sẽ quẹo vô trong cái khu này. Thì trong cái khu đô thị Vĩnh Điềm Trung thì rất là quen thuộc với là những người dân Việt Nha Trang, hoặc là quý anh chị đã từng đầu tư bất động sản tại khu vực Nha Trang hả. Thì đây là cái khu đô thị đầu tiên của khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, là của chủ đầu tư Vĩnh Điềm chủ đầu tư VCN tại thành phố Nha Trang. Đó là khu đô thị lâu đời bậc nhất của thành phố Nha Trang, và sổ hồng là coi như là đầy đủ pháp lý ở đây, là cái nhà ở đây là hầu như là đã có sổ hết, bởi vì chủ đầu tư của VCN là đầu tư bậc nhất thành phố biển Nha Trang. Và trong nội bộ của khu đô thị này thì rất nhiều cái tiện ích như là siêu thị Big C Go nè, trường liên cấp quốc tế Singapore nè, chi cục thuế nè, và trường mầm non cấp 1, cấp 2, bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang, là trong bán kính trong nội bộ khu đô thị là trong khoảng 500 mét thôi nha quý anh chị. Đó, và vị trí này cũng kết nối ra biển trung tâm Trần Phú, mình đi cỡ đâu tầm là 3,5 km thôi, đi theo đường 23 tháng 10 đấu nối với đường Thái Nguyên ra đường Lê Thánh Tôn, là các quý anh chị có thể kết nối ra biển để tắm ha. Và vị trí này là một vị trí cực kỳ tiềm năng cho quý anh chị có thể là mua ở, mình định cư lâu dài tại thành phố Nha Trang. Những cô chú anh chị đang tìm một căn biệt thự để mình ở nghỉ dưỡng cho đại gia đình mình ha. Đó, thì căn biệt thự này thì rất khó khăn để em có thể xin quay được nha quý anh chị. Và hôm nay thì em rất có duyên, em được mời tới đây. Thì căn biệt thự mình sẽ có cái hướng chính sẽ là hướng đông bắc. Đó, nó sẽ lệch về hướng bắc nhiều hơn. Nó có bề ngang là tới 14 mét đúng không anh? 14 mét ngang, sâu vô trong là 20 mét. Đó, thì căn biệt thự mình được một cái là phía trước là giáp đường nhựa, phía sau là giáp cái sông. Đó, rất là đẹp đúng quý anh chị. Xây dựng cũng cỡ là 10 năm rồi, nhưng mà cái kết cấu xây dựng rất là chắc chắn và kiên cố. Bao nhiêu anh? 8 năm. À, 8 năm nha quý anh chị. Đó, thì bây giờ em sẽ đầu tiên, cái đầu tiên mặt tiền nhà mình thì sẽ có hai không gian chính. Thì bên đây sẽ là cái cửa phụ vô nhà mình, còn cái bên đây sẽ là cái khu vực cửa chính. Thì cửa chính mình sẽ là một cái cửa sắt hộp 4 cánh, và đặc biệt cửa này là cửa dùng cơ điện nha quý anh chị, dùng động cơ điện, cho nên là mình bấm remote trong nhà, mình bấm nút thì mình mới mở ra được nha. Đó, khi em tới là chủ họ cho bấm nút mở cửa ra, thì em cũng chạy xe cho ông đây rồi. Thì vị trí vừa vô là mình sẽ gặp một cái gara xe ở dưới. Đó, cho mình có thể đậu được xe 16 chỗ, xe 4 chỗ, xe 7 chỗ, là mình có thể đậu được khoảng đâu tầm là 4 chiếc xe máy trong cái gara này, 4 chiếc ô tô. Còn không gian bên đây sẽ là không gian xe máy. Đó, thì cái đường thẳng thẳng này, đường này ra là mình sẽ ra lại đường 23 tháng 10 cách khoảng 200 mét quý chị ha. Rồi, bây giờ thì bên đây em sẽ vô cái khu vực cái cổng phụ để em quay cho quý chị xem ha. Thì cái ranh giới nhà mình á, là nó sẽ tới đây nha. Đó, rất là dễ nhàng luôn, là nhà mình là ốp gạch thẻ nè, nó tới đây, đi qua tới bên kia, đó, ngay chỗ cái cửa chính mình á, đó. Phía trước có một cái cây xanh rất là đẹp ha. Thì cửa phụ mình là cũng, cái cây đây là cây lộc vân. Đó, cây lộc vân giúp cho nhà mình có không gian mát, xanh mát ha. Bên kia cũng có một cây luôn, ngay cái ranh nhà mình và cái nhà bên cạnh á. Đó, bước vô trong nhà ha. Thì nhà mình đây thì thiết kế rất đẹp luôn quý anh chị. Đó, đây là một cái gọi là cái cầu thang đi lên tầng thứ nhất, còn phía dưới đây sẽ là không gian tầng trệt. Đó, thì em sẽ không gian em quay chứ không gian tầng trệt trước quý vị xem ha. Cái tường bao nè, chủ họ làm rất là chắc chắn để kiên cố, bởi vì là anh chủ làm cái nhà này là để ở, cho nên là anh làm mọi thứ rất là chỉnh chu và kiên cố ha. Và thiết kế công năng nhà cực kỳ là hợp lý luôn. Đó, cửa. Rồi, đây có một cái cây, anh biết cái cây là cây gì không anh? Nó cây rất là đẹp ha. Anh chị mình nếu biết cây này là gì thì có thể bình luận phía dưới ha. Còn ở đây là cái không gian để mình đi lên trên cái khu vực tầng 1. Bây giờ em sẽ quay dưới tầng trệt trước. Bên đây cũng có một cái chậu cây nữa, rất là đẹp luôn ha. Bên đây thì chủ họ làm ở khu vực dưới đây á, là để xe máy nè. Đó, không gian để xe máy nè. Chủ làm rất là chắc chắn và kiên cố với chị ha. Rồi, cái không gian bên đây á, là không gian để cho mình để ô tô, không gian gara xe. Thì cái không gian này thì mình có thể để là trong khu vực này là mình chủ để chiếc xe của họ ở đây. Bên đây cũng có thể để thêm một chiếc nữa. Và ngoài khu vực này mình cũng có thể để thêm được khoảng 2 chiếc, nếu mà 2 chiếc đó nhỏ thôi, không phải to như vậy ha. 2 chiếc nhỏ thì cứ để tiếp ở ngoài đây. Thì rất là hợp lý ha. Dưới đây là chỗ ốp cho mình, là ốp đây là ốp gạch nè. Ốp đây hình như ốp đá đúng không anh? Đá hay gạch? Đá.
đá này rất là kiên, rất là cái đá thì nó chịu lực tốt hơn là gạch nha quý anh chị. Đó, cho nên chiếc xe này đậu thoải mái luôn. Đó, thì có cái cửa để vô trong cái khu vực cái phòng bên trong mà hình như là chủ họ có là khóa rồi, cho nên em quay sơ thôi. Chỗ này có kệ mũ bảo hiểm, nói chung rất là hợp lý. Bây giờ mình sẽ cùng tiến lên. Mình đi ra phía sau đi. À, chỗ này là có cái máy phát điện. Đâu anh? Đây đúng không? Đó, đây là cái máy phát điện dự phòng. Để trường hợp nhà mình mất điện thì vẫn có điện để mình có thể sử dụng ha. Bây giờ em sẽ đi ra cái lối phía sau đi. Lối phía sau là chủ có mở sẵn cho em, cho nên là em tiện ha. Bên đây chủ ốp đá luôn là quý anh chị, thấy đẹp không? Đó, thì phía sau đây có một cái điều tuyệt vời mà em muốn chia sẻ cho quý anh chị ha. Thì khu vực này phía sau đây là khu vực sân sau. Thì nhà mình á, là diện tích trên sổ là 290, nhưng mà diện tích thực tế là lên tới là gần 400m nha quý anh chị. 409m2. Đó, thì cái phần sau nhà mình là tới đây nè, từ cái chỗ này nè, đi xuống đây, đi qua đây, đi qua tới bên đây. Đó, đó thì cái ranh đất trên sổ mình là tới đây nè, tới cái trụ màu trắng đây nha. Đó, còn cái phần bên đây á, là mình sẽ lấn ra cái khu vực là cái bồi, cái phần đất bồi của bờ sông nha quý anh chị. Đó, thì đất mình là ngay cái phần bồi của bờ sông, cho nên là đất bồi thì rất là ok quý anh chị ha. Quý anh chị mà đã đầu tư đất bồi thì quý anh chị sẽ biết ha. Ngay bồi bờ sông thì sẽ có cái phần đất bồi thì mình có thể lấn ra. Đó, anh lùi lùi lại tí anh. Đó, đó. Lùi lại tí là mình có thể nhìn thấy cái cảnh quan ở đây. Đẹp ha. Đó, thì gia chủ tận dụng cái khu vực này là để làm cho mình là một cái là không gian là hồ cá nè. Hồ cá là chủ làm rất là đẹp luôn quý anh chị. Có là cái hồ này thì chủ là gia cố rất là kiên cố, và ở trên là ốp đá nha quý anh chị. Ốp đá nè. Đó. Đá rất là đẹp luôn. Đó, và quý anh chị nhìn mà những cái con cá này, quý anh chị nghĩ có bao nhiêu tiền một con cá đây? Đó, anh chủ là một con là nặng hơn chục ký nha. Có con hơn chục ký, 5-6 ký, 7-8 ký. Đó, trị giá hơn cũng phải là trên dưới 100 triệu một con này nha. Rất là chắc chắn, rất là ok luôn. Đó thì mình ngồi đây là mình có thể là uống uống cà phê, ngắm cá ở đây cũng rất là ok nè quý anh chị. Đó, ở trên đây thì khu vực tầng 1 cũng có cái ban công nè. Anh quay lướt lướt đây là anh nhìn nè, đó. Trên này có cái ban công nè anh chị. Đó, thì ở trên cái ban công này mình cũng có thể ngồi trên đó để mình ngắm cái view hồ cá dưới đây. Đó, thì ở trên hồ cá thì chủ cũng có làm cho mình một cái bộ mái che kéo nè, với cái khung sắt bảo vệ chắc chắn ha, khung mái che đó, cho nên ở đây thì mình không có lo là bị nắng mưa ảnh hưởng tới cái hồ cá mình ha. Nắng mưa rồi mình sẽ vô trong đây anh chị ha, vô tham quan khu vực tầng trệt. À, chỗ này có là cái khu vực này để ngồi ngắm cá luôn nè anh chị. À, chỗ này có cái khu vực ngắm cá nè, gia chủ làm nè, anh chị thấy không? Có hàng ghế nè. Đó, ngồi đây thì cái để mà uống cà phê ở chỗ này, mình ngồi mình ngắm cá, mình ngắm view sông. Đó. View sông rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ thì em xin phép để quay khu vực trong đây ha. Thì vừa trong đây thì chỗ này là khu vực giặt đồ, thì chủ có trang bị cho mình là cái máy giặt chỗ đây. Thì em nói trước nha, ở đây thì nhà chủ sẽ để lại toàn bộ nội thất, hầu như là toàn bộ cho quý anh chị, trừ những vật dụng cá nhân và lưu phẩm gia đình thôi. Cái này hình như là cái nhà vệ sinh sử dụng chung. Đó, ở dưới ngay tầng cọp là mình sẽ có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung. Đó, với công năng đầy đủ như là mặt đá hoa cương này là làm lavabo rửa tay nè. Đó, bồn cầu cũng như là có một cái khu vực tắm, có vách ngăn kính. Đó, cách biệt hoàn toàn với khu vực bên ngoài để cho nước mình thấm không bị văng nước ha. Đó, ốp gạch cũng rất là cao ha, kịch trần luôn. Cửa sử dụng là cửa gỗ nguyên khối 8 năm rồi mà nhưng vẫn còn rất là mới ha. À, quên thì em đóng lại và tắt cái đèn bên đây chứ đúng không? Đó. Bên đây là chủ ốp cho mình cái gạch kính nè để cho lấy sáng vô trong cái phòng ở trong. Nó cửa này quý anh chị nhìn thấy đẹp không? Rồi anh lùi lùi lại, anh quay cái cửa cho anh chị xem nè. Cửa đẹp ha. Đó, cửa. Thì không gian đây vô. Vô nóng lại mấy con chó chạy ra. Đó, thì do chủ là nuôi khá là nhiều thú cưng cho nên là em phải đóng cửa lại liền chứ không mấy mèo này chạy ra. Mèo này giống ngoài vật hành tinh. Đó, phòng này không gian giống như không gian để tập thể dục nè. Đó, có một cái cửa sổ để mình mở để mình ra cái khu vực là cái hồ cá. Đó, kệ giày, chủ cũng là người rất là yêu thể thao ha,
yêu thể thao, yêu động vật. Đây có cái chiếc xe đạp. Rồi, hình như bên kia là một cái phòng ngủ đúng không ta? Ở dưới đây có một phòng ngủ nha quý anh chị, nhưng mà em không có tiện quay do là chủ đóng rồi. Cửa này là đi ra cái khu vực là garage nè, nhưng mở được nè. Garage nè quý anh chị thấy không? Khu vực garage nè. Đó, khu vực garage. Rồi, đây lên đây. Khu vực để giày nè. À, nhà mình sử dụng là điện thông minh nha quý anh chị. Này, hệ thống điện thông minh nè. Đó, cảm ứng hết, quẹt thẻ luôn. Nhìn hiện đại quá, mình không dám đụng vô luôn bởi không biết sử dụng. Căn này thì gia chủ đang cần nhượng lại là 25 tỷ nha quý anh chị. Em báo trước luôn, 25 tỷ cho một căn biệt thự 290m², ngang 14m. Diện tích thực tế là tới 409m. À, hướng là hướng Đông Bắc. Diện tích sàn là tới 900m². Đó thì không gian đây sẽ là cái không gian cái cầu thang. Và chủ họ có chừa cái khoảng không chính giữa đây rất là rộng luôn. Là ý đồ của chủ là để thang máy. Cho nên nhưng mà chủ thì chưa có nhu cầu làm thang máy, cho nên quý anh chị mua về thì mình có thể làm chỗ này làm thang máy lên ha. Đó, không gian rất là rộng luôn. Chủ ốp gỗ cái bậc cầu thang này, chủ ốp gỗ luôn nha quý anh chị. Nó rộng rãi lắm, khoảng đâu tầm là 1m2 nha. Đây là cái đây nè. Cái tay vịn bằng gỗ hết luôn nha. Đó thì nhà mình có tổng cộng là tới 5 phòng ngủ. 5 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh khép kín. Đó thì trên đây á, là mình sẽ có không gian, đây là sẽ là cái không gian bếp, không gian phòng ăn. Chủ làm rất là chỉnh chu mọi thứ ha quý anh chị ha. Công năng hợp lý. Đầy đủ nội thất, đây là một cái bàn, đây là bàn mặt đá nè. Bàn mặt đá, chân gỗ nè. Bàn này thì mình có thể ngồi đại gia đình mình cũng khoảng là 10 người vẫn là thoải mái luôn. Và chỗ này mình sẽ có một cái view. View đây là view sông hả quý anh chị ha. Chủ cẩn thận làm thêm cái rèm che mũi nữa nè. Đó, cho nên là như ở đây thoải mái luôn nha quý anh chị. Đó, phía sau đây là một cái cửa. Cửa đây là cửa nhựa lõi sắt nè. Đó, rất là mát luôn ha. Đây là khu vực không gian bếp, giống như không gian phong cách hoàng gia ở trong mấy cái. Đó ha. Đó, đây có cái bàn đảo bếp nè. Gỗ này là sơn màu trắng, gỗ tự nhiên hết nha quý anh chị. Cho nên là mới tồn tại được tới 9-8 năm nay rồi. Đó, ở dưới đây là kệ tủ đồ bằng gỗ hết luôn. Đó, sơn màu trắng hết. Ở trên đây là mặt đá hoa cương có màu trắng. Thì gia chủ cũng có là bên đây là cũng có làm hệ cửa sổ nè quý anh chị. Cửa sổ rộng không, mình mở ra là coi như là mùi có thể ra ngoài, là mình nấu ăn là coi như là không để lại mùi trong phòng mình ha. Đó, chỗ này là cái bếp từ anh, cái bếp từ nè anh, đầu tiên em thấy một cái bếp từ hình trái tim luôn. Hay, bếp từ hình trái tim này anh thấy chưa? Ồ, lần đầu tiên em thấy luôn ha, bếp từ hình trái tim, máy hút mùi. Ôi quá đẹp luôn, hầu như là nội thất chủ để lại nha, bởi vì theo quan điểm của chủ á, cái gì nó gắn liền với căn nhà này á, thì chủ sẽ để lại hết. Bởi vì khi họ đó, chủ không có nhu cầu sử dụng lại những cái gì họ đã sử dụng rồi, cho nên là thiết kế như thế nào thì để lại cho quý anh chị như vậy luôn. Đó, nó đã đây gắn liền với căn nhà này rồi thì phải cho nó gắn liền tiếp, không thể nào tách rời đó được. Đó thì không gian này sẽ là không gian là phòng khách. Đó, phòng khách cực kỳ là rộng luôn quý anh chị, rộng rãi ha. Đó, gạch đây á nè, ở dưới đây là chủ ốp gạch, gạch hay đá ta, đá nha. Đây là chủ ốp đá nè quý anh chị, đá nè, nhìn thấy đẹp không? Đá này là dạng là đá hình hình, đây là hình chữ nhật chứ không phải là hình vuông, hình chữ nhật nào quý anh chị thấy không, rất là đẹp luôn đá. Còn bên đây sẽ là cái khu vực không gian kệ tủ tivi. À, mình có một cái tivi Samsung. À, tivi này khá là bự ha, chắc cũng phải 100 inch, hơn 100 inch đó. Trên đây có loa bầu nữa nè. Mảng tường bên đây là chủ ốp gạch thể đó, nhìn rất là đẹp luôn, rất là nhiều ngăn kệ tủ đó. Còn không gian cái cửa này thì là cái phòng, không biết cái phòng gì ta, không phải phòng, cái lúc này cái cầu thang đi lên đó. À, cái không gian cầu thang không biết mình mở được không ta? Được. À, không, em mở xí thấy thôi chứ em sợ là mấy con nhỏ kia nó chạy ra. Ô, được nè. Cái không gian mình đi xuống nè. Đó, ở dưới từ chỗ cái chỗ là cái bãi xe á, thì mình lên đây theo cái cầu thang đây. Đó, mình đi lên cái cầu thang đây ha, dưới là gara. Phía bên cạnh đây là không gian là cái ban công. Đó. Anh quay chỗ đó đi em. Em đóng lại chứ mấy nhỏ nó bay ra ngoài á. Đẹp quá ha, ban công đẹp quá. Phía trước đây là chủ gia công mà bằng gạch thể hết rồi quý anh chị, nhìn đẹp ha. Đó. Đi vô đây đi. Đẹp quá anh. Lúc trước em có quay mấy căn biệt thự
40 tỷ mà em thấy thiết kế cũng không đẹp bằng căn này. Căn này 25 tỷ. Rồi. Đây. Rồi đóng lại vô cho mấy chó chạy ra. Khách em đang ở xe muốn em quay để cho họ xem coi thử căn biệt thự này. Dạ. Trước khi họ không bị tư tại nơi có thể xem qua video là được. Dạ. Chị cứ yên tâm, bọn em là người đàng hoàng. Không, cho nên chị thấy đèn bật lên hết là chị cũng là thích cho em bật để xong. Dạ. Em quay đi. Dạ có. Em cảm ơn chị nhé. Dạ. Ủa cái này mở ra sao ta? Mở lùi qua đúng không? Sao hồi nãy em thấy mở được mà ta? À đây đây, mở đây, lộn. Hiện điện, hiện đại quá lần đầu tiên biết. Phía trước đây là khu vực ban công. Cái view hồi nãy em có nói nè quý anh chị. Thì cái đây là khu vực cái ban công. Là mình có thể là ngắm view hồ cá nè. Và view sông nè. Đó, thì cách nhiều chỗ mình thì quý anh chị nhìn thấy có 100m thì có cái đường rầy xe lửa. Nhưng mà cái đường rầy đó nó cách nhà mình một bờ sông cho nên là ở đây không có ảnh hưởng gì hết nha quý anh chị. Đó, nhờ cái bờ sông cho nên nó cách âm. Đó, nó hồ cá nè quý anh chị thấy đẹp không? Đó. Không biết anh chủ anh nói là anh bán xong cái hồ cá này anh có bắt mang cá đi không? Để là hết luôn. Ô. Oh. Đó, anh chủ chơi lớn tặng luôn cái đám cái đàn cá này cho quý anh chị, tặng cái hồ cá này luôn. Cá này thì thôi quý anh chị tới coi là quý anh chị có thể biết cái giá trị của nó ha. Nếu quý anh chị đã từng sành sỏi chơi cá coi ở cửa này quý anh chị, cái cửa này đẻ quá ha, 6 cánh luôn. Cửa này là cửa nhựa lõi sắt này đúng không anh? Cửa nhựa lõi sắt. Nhựa lõi sắt hay lõi thép gì đó, lõi xịn sò ha. Đó bên đây cũng có cái cửa sổ nữa nè. Đó nhà mình là thiết kế dạng là không gian mở ha, có rèm đó, có rèm đây, rèm đây. Em kéo demo cho quý anh chị coi em nha. Đó thì nhà mình bên đây là có một cái khoảng lưu không bên cạnh hông nhà mình nữa nha. Thì cái khoảng lưu không đó hình như là hành lang á, thì cái nhà hầu như biệt thự ở cái mấy cái khu đô thị Nha Trang hầu như là đều có trừ cái hành lang bên cạnh hết. Thuộc qua hình như chắc cũng cỡ 1,5 m anh ha. Ở trong phòng đây cái bộ sofa nè, sofa cũng rất là xịn sò luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lên tiếp tục. Anh nghe điện thoại. Đi coi tiếp. Qua bên đây thì mình sẽ có một cái phòng, đây là một cái phòng chức năng. Thì chủ hồi nói là cái phòng này thì anh chị mình có thể tận dụng cái phòng này để mình có thể làm phòng làm việc. Hoặc là bên này cũng có cái bếp phụ nữa chứ. À hình như trước là chủ họ làm cái phòng này để làm bánh thôi quý anh chị, cái phòng này. À chủ làm phòng này làm bánh. Đó nhưng mà nếu mà quý anh chị mình có thể tận dụng phòng này làm một cái phòng ngủ nữa cũng được nha. Nhưng mà phòng này là chủ định làm phòng bánh cho nên là để nhà vệ sinh phía sau đây. Nhà vệ sinh ở ngoài đây. Vệ sinh nè. Đó. Đây. Đó, nhà vệ sinh là quý anh chị thấy không? Đó, làm mà bồ, mặt đá hoa cương ha. Dưới có rất nhiều cái kệ này. Đây có bồn cầu, đây có vách ngăn kính để mình tắm nè. Đó. Đó. Vòi sen, máy nước nóng và đặc biệt là có một cái cửa để mình mở ra. Bên cạnh cái lưu thông bên cạnh là cái khoảng sân bên cạnh là sân bên hông nhà mình nè. Để gió lùa vô còn không thì đóng lại. Còn nếu mình sợ kiểu như là mình muốn riêng tư thì có sẵn cái rèm luôn, mình kéo xuống là coi như là mình đứng đấy mình tắm thoải mái, không ai thấy gì hết. Rồi, đóng lại. Quay lướt nhanh cho gia chủ cũng đang sắp đi đón con. Con cháu. Con cháu lộn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên cầu thang nha. Nhà mình tổng cộng tới 5 phòng ngủ và có một cái phòng giải trí, một phòng chức năng. Nếu mà quý chị tận dụng thêm 2 phòng nữa thì mình có thể tổng cộng lên tới 7 phòng ngủ. Và 5 phòng ngủ đều có nhà vệ sinh khép kín. Nhưng mà em không có tiện vô tâm qua mấy cái phòng này rồi. Ở đây là cái như là cái không gian sinh hoạt chung ở ngoài hả? Đây là 1 phòng, 2 phòng. Thôi lên luôn đi. Ghế thứ tầng là 3 phòng. Ồ, này 2 cái dưới chiếu nghỉ anh hả? Cầu thang 2 chiếu nghỉ, cái không gian này quá rộng luôn nè. Này mình lắp thêm thang máy nè, thoải mái luôn. Ở tầng đó thì 3 phòng ngủ. Trên đây vô. Ôi, mấy cái phòng ngủ chắc chắn là quay không được rồi. Bây giờ mình sẽ quay ở bên đây đi. Bên đây phòng thờ. Đó. Đây là cái phòng thờ rất là rộng luôn nè quý anh chị. Và đây là khu vực ban công.
Hướng này nhìn cũng được nè quý anh chị. Nó ban công này. Tòa nhà chung cư bên khu A đó. Đó, bên là khu E đó quý anh chị, là bên đó khu E là có mấy tòa chung cư như CT9 nè, CT3 nè, CT1, CT2 nè. Đó. Và căn này thì sổ sách giấy tờ chính chủ đầy đủ nha quý anh chị, hoàn công chuẩn chỉnh luôn. Để xuống coi thử có gặp mà chị chủ nhà không, xin mở cái cửa phòng ngủ. À đúng rồi, lọt cho này nữa hả? Ở trên đây mình cũng còn tầng nha quý anh chị. Cái cầu thang này rất là rộng luôn này. Cầu thang này hai chú nghỉ, ốp gạch hết luôn. À ốp gỗ lộn. Ở trên đây là gì ta? Nuôi mèo cho nên là bị sập đã đi về lần. À chặn lại sẽ không cho nuôi mèo. Ở trên đây là tầng áp mái. Áp mái. Đúng không? Tầng áp mái nè. Đây, đi xuống. Đó, quý anh chị thấy căn biệt thự này 25 tỷ có đáng giá không quý anh chị? Sổ sách là chuẩn chỉnh luôn, ngang qua 14m. Đó, diện tích đất là 290m², diện tích thực tế lên tới 402m². Mặt chấp đường, mặt chấp sông, hướng chính là hướng đông bắc. Diện tích sàn sử dụng lên tới 900m², đã được hoàn công trên sổ rồi nha quý anh chị. Để em xuống em coi thử có ai có thể mở giùm mình một cái phòng ngủ nào đó để mình vô mình quay không? Phòng chức năng hả? Hồi nãy anh chủ anh có nói là có một cái phòng giải trí. Một cái phòng giải trí, một cái phòng chức năng là cái phòng để làm bánh nãy á. Đâu thấy ai đâu.